tôi đã sẵn sàng để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời của bóng rổ. Nha Trang Dolphin vô địch. Mình nghĩ chắc chắn là chiếc vô địch thôi. Đó sẽ là một khoảng cách rất là đáng nhớ. Nếu các bạn đủ trẻ khỏe thì hãy cố gắng bẻ gãy sừng châu. Our team goal is to win the championship of course and repeat the championship from last year. Tâm điên, I can find you. Vào năm 1891, một giáo viên thể dục thể chất tại Học viện Springfield, Dr. James Naismith đã phát minh ra bóng rổ. Khi đó là vào mùa đông, các sinh viên không thể tham gia các môn thể thao ngoài trời. Do vậy, nhà trường đã yêu cầu Naismith sáng tạo ra một môn thể thao trong nhà mới. Naismith nhớ lại trò chơi ném đá mà anh đã từng chơi khi còn nhỏ. Tự hỏi rằng làm thế nào để ném một quả bóng vào đúng mục tiêu? Đội nào ném được nhiều bóng nhất vào mục tiêu sẽ giành chiến thắng? Naismith đã gọi trò chơi mới của mình là bóng rổ. Dụng cụ khi ấy mới chỉ là hai chiếc giỏ đựng hoa quả và một quả bóng đá. Mỗi đội có 9 người chơi, nhưng cứ mỗi lần bóng được ném vào rổ, lại phải có người lên lấy trái bóng xuống để tiếp tục chơi. Cảm nhận thấy sự bất tiện này, Naismith đã nghĩ ra việc khoét bỏ đáy của chiếc giỏ để bóng tự rơi xuống. Và cuối cùng, chiếc rổ bóng sinh ra từ đó với một khung tròn và một tấm lưới bao quanh để xác định khi nào thì bóng ném trúng vào rổ. Từ đó, môn thể thao bóng rổ ra đời và phát triển khắp thế giới. Việt Nam cũng là một trong những nước biết đến bóng rổ sớm nhất. Bóng rổ du nhập vào Việt Nam cùng với thời kỳ thực dân Pháp xâm lược. Lúc này, môn thể thao này chưa phổ biến. Phong trào thể dục thể thao và chơi bóng rổ được quan tâm hơn sau Cách mạng tháng 8 thành công. Năm 1952, đội bóng rổ quốc gia Việt Nam được thành lập và tham gia FIBA, Liên đoàn bóng rổ quốc tế. Đây là đơn vị quy định luật bóng rổ quốc tế, quy định các thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cũng như việc chuyển nhượng vận động viên qua các quốc gia và kiểm soát việc bổ nhiệm trọng tài quốc tế. Phong trào bóng rổ phát triển lại sau năm 1954 khi hòa bình lập lại. Từ năm 1975 trở đi, có rất nhiều thanh thiếu niên yêu thích và chơi môn thể thao này. Phong trào chơi bóng cũng trở nên sôi động hơn tại các trường đại học, cao đẳng, trung học và cả trường dạy nghề. Đến nay, bóng rổ là bộ môn thể thao được yêu thích thứ hai chỉ sau bóng đá và thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Mang trong mình một sứ mệnh tạo ra một nền bóng rổ chuyên nghiệp. Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam ra đời từ tháng 8 năm 2016. Giải đấu tập trung phát triển và đào tạo các lứa cầu thủ trẻ từ 13 đến 17 tuổi. Vừa nhằm xây dựng một sân chơi giải trí lành mạnh, vừa tạo nguồn lợi đồng thời đưa bóng rổ nước nhà phát triển. Đây là giải đấu được xây dựng theo mô hình chuẩn chuyên nghiệp quốc tế, góp phần tạo nên nền tảng đầu tiên cho con đường khẳng định sự chuyên nghiệp của bộ môn bóng rổ tại Việt Nam. Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam đã được công bố thành lập và chính thức khởi tranh như thế nào? Xuất phát điểm của VBA có thể là bắt đầu từ câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Vì Sài Gòn Heat là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được thành lập từ năm 2011 và tham dự giải ABL đầu tiên năm 2012. Thì sau khi thành lập câu lạc bộ Sài Gòn Heat, thấy rằng cái tiềm năng của bộ môn bóng rổ khi mà thu hút được rất là nhiều đối tượng trẻ cũng như cái mô hình tổ chức rất là hiện đại, rất là mới mẻ và thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Khoảng năm 2015, Hà Minh Nha ra cái việc sẽ thành lập cái giải bóng rổ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cái việc tham dự một cái giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á là chưa đủ sự đòi hỏi của người hâm mộ. Cần có một giải bóng rổ chuyên nghiệp tại Việt Nam để giúp phát triển cái bộ môn này ở trong nước. Vào cuối tháng 9 năm 2015, thông qua Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng rổ Việt Nam chính thức công bố thành lập giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Một cái nhân vật mà có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với VBA cũng như là cả nền bóng rổ chuyên nghiệp tại Việt Nam có thể nói đến đó là anh Conor Nguyễn, là người đặt nền móng cho bóng rổ chuyên nghiệp tại Việt Nam.
when I was introduced to basketball, then I put all of my heart and my soul into developing basketball and basketball for Vietnam, because it's something that I love, and it makes me extremely happy and proud. And I hope that I can bring that type of feeling to our new fans for basketball and for the Saigon Heat in the future. Ở giai đoạn đầu đầy khó khăn đó, hầu hết các câu lạc bộ đều chưa có kinh nghiệm. Anh Conner Nguyễn chính là người đã đồng hành và chia sẻ với các chủ sở hữu các câu lạc bộ khác và giúp các câu lạc bộ có sự định hình về chiến lược phát triển cũng như về chuyên môn. Mùa giải đầu tiên năm 2016 được khởi động với 5 câu lạc bộ. Đầu tiên nhất phải kể đến đó là Sài Gòn Heat và những câu lạc bộ tiếp theo bao gồm Hà Nội Buffalo, Đà Nẵng Dragon, Hồ Chí Minh City Wings. Mới nhất ở trong năm đó là câu lạc bộ Cần Thơ Catfish. Ngay từ khi thành lập thì VBA đã tạo ra một cái dấu ấn là một giải thi đấu thể thao kết hợp với giải trí, một mô hình rất là mới mẻ tại Việt Nam và đặt mục tiêu là phát triển truyền thông liên tục từ đó để có thể tạo ra một giải thể thao giá trị và mang lại giá trị cho các nhà đầu tư. Đội giành chức vô địch của mùa giải đầu tiên năm đó lại là những chiến binh rồng của Đà Nẵng, đội Đà Nẵng Dragon. Đó là một chiến thắng đầy bất ngờ và ngoạn mục. Cái sự thành lập của một câu lạc bộ mới vào năm 2017 đó chính là Thăng Long Warrior. Khá là tình cờ khi mà chủ sở hữu của Thăng Long Warrior lúc đó cho đến bây giờ là anh Trần Tấn Trung và chị Tracy Thư Lương được mời đã đến xem giải VBA năm 2016. Anh Trung và chị Tracy rất là hào hứng và rất là thích thú vì lần đầu tiên thấy ở Việt Nam chúng ta có một cái giải đấu mà có cái sự kết hợp giữa thể thao vừa căng thẳng vừa hấp dẫn, lại có những yếu tố giải trí rất là vui vẻ và có cái sự tương tác rất là cao. Thì hai anh chị cũng quyết định là sẽ đầu tư để thành lập một câu lạc bộ tham gia vào VBA. Chúng tôi đang rất là tự tin. Tôi muốn chinh phục giải VBA năm nay. Đúng như ước nguyện chinh phục chức vô địch, tân binh Thăng Long Warriors đã xuất sắc giành chức vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017, bỏ lại những người anh phía sau tận hưởng trọn vẹn niềm vinh quang năm đó. Đến năm 2018, Cần Thơ Catfish đã bắt đầu xây dựng nên một cái đội hình ngôi sao. Đội hình ngôi sao của Cần Thơ Catfish đã tỏa sáng rực rỡ cả bầu trời, tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc với ngôi vị cao nhất. 2019, Sài Gòn Heat với một cái đội hình khá là trẻ. Ngôi vị vô địch đã thuộc về những ngọn lửa trẻ đầy nhiệt huyết của Sài Gòn Heat. Niềm vinh quang mà họ đã chờ đợi suốt 4 năm qua, một niềm hạnh phúc hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng của những người hùng sân đấu trẻ tuổi. Với nhịp phát triển mạnh mẽ theo dòng thời gian, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam của năm 2020 đã được chuẩn bị thế nào? Chúng tôi bắt đầu năm 2020 với rất là nhiều cái sự hào hứng. Ngoài cái giải đấu chính thức VBA 5x5 thì chúng tôi sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động khác. Chúng tôi sẽ có một câu lạc bộ mới. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức VBA 3x3 và rất nhiều những hoạt động khác khiến cho cái tâm thế khi bước vào 2020 rất là phấn chấn. Thì với cái số đội tăng lên là Nha Trang Dolphin, cái kế hoạch để mà thành lập ra câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp tại Nha Trang đã khởi phát có thể từ năm 2018 để tìm được một nhà đầu tư phù hợp vẫn là một cái dấu hỏi lớn đối với VBA. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được một đại diện chủ sở hữu có kinh nghiệm làm bóng rổ, có tình yêu rất lớn với bóng rổ và có cam kết với chúng tôi để mà cùng nhau phát triển bóng rổ tại thành phố biển Nha Trang. Đội bóng thứ 7 Nha Trang Dolphin được lấy tinh thần từ chú cá heo thông minh, dễ thương và thân thiện đến từ thành phố biển. Tưởng rằng mọi thứ đã sẵn sàng, thế nhưng giải đấu lại đối mặt với khó khăn lớn. Trước mắt chúng ta bây giờ có lẽ là một màn đêm. Sau Tết âm lịch thì dịch Covid-19 đã chính thức bùng phát tại Việt Nam. Cuối năm 2019, đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ vì tốc độ lây lan nhanh chóng trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống và tính mạng con người. Đến tháng 1 năm 2020, Việt Nam đã bắt đầu có ca nhiễm Covid đầu tiên. Lúc này, toàn xã hội đều thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách theo quy định của nhà nước. Mọi hoạt động tổ chức, tụ tập đông người đều phải tạm dừng. Mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm nay vì thế mà không diễn ra. Trong suốt cái thời gian cách ly xã hội ở tháng 4 và tháng 5, chúng tôi lo lắng và hồi hộp, chưa thể dự đoán bất cứ điều gì. Liệu rằng mùa giải năm nay còn có thể diễn ra hay không?
trong 5 tháng tiếp theo đó, Việt Nam đã rất xuất sắc trong việc chống dịch. Niềm hạnh phúc đến với mọi người vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 khi không còn ghi nhận ca nhiễm mới. Các trạng thái bình thường đã bắt đầu được thiết lập, như le lói ngọn lửa hy vọng về một mùa giải sẽ vẫn diễn ra bình thường. Việt Nam chúng ta kiểm soát dịch bệnh tốt, nhưng cái việc đó nó không giúp cho giải VBA có thể quay trở lại vào tháng 6 như là dự kiến. Khi mà dịch bùng phát, chúng tôi chỉ suy nghĩ nhiều nhất đến cái việc làm sao để có thể tổ chức được trận đấu, làm sao có thể cho khán giả vào sân. Nhưng có lẽ sự thuận lợi vẫn chưa tới với họ. Tưởng rằng chỉ cần có khán giả đến sân cổ vũ các đội thi đấu là đủ. Nhưng một giải đấu chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi nhận ra rằng nếu không hành động nhanh thì có thể là chúng tôi không thể đưa được vận động viên, huấn luyện viên người nước ngoài về đến cuối tháng 4, tháng 5 chính thức là ngừng mọi đường bay và chỉ một số chuyên gia số ít có thể được vào Việt Nam. Việc đưa các huấn luyện viên, vận động viên và cả các trọng tài, giám sát chuyên môn người nước ngoài về Việt Nam trong thời điểm này tiếp tục là một khó khăn lớn hơn nữa. Phải đối đầu với cái khó khăn này thì chúng tôi biết rằng tháng 7 là một cái thời hạn mà khó có thể thực hiện được. Lại thay đổi cái kế hoạch, đó là lùi đến tháng 9. Bất ngờ là dịch Covid-19 bùng phát lần thứ hai vào cuối tháng 7. Việc này làm cho cái kế hoạch phải khởi động giải đấu vào tháng 9 của chúng tôi cũng phá sản. Cuối tháng 7 năm 2020, dịch Covid lại được công bố ở Đà Nẵng. Các biện pháp giãn cách xã hội đã được xem xét tái khởi động lại. Đà Nẵng là một trong những cái nơi đặt một đội bóng của VBA là Đà Nẵng Dragon. Cách ứng xử của chính phủ Việt Nam trong cái đợt dịch lần 2 này cũng hoàn toàn thay đổi. Sẽ khoanh vùng cục bộ từng cái địa phương để không ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của cả nước. Chúng tôi phát hiện ra rằng nếu vẫn cố để mà duy trì cái cách tổ chức như cũ thì sẽ có rất là nhiều rủi ro là một hoặc một vài câu lạc bộ VBA có thể sẽ nằm trong diện bị giãn cách xã hội. Và chỉ cần một hoặc một vài câu lạc bộ này không thể tham gia thi đấu thì giải đấu chúng tôi cũng sẽ phá sản. Lần thứ ba, giải đấu lại không thể diễn ra như mong đợi. Những chuyến du đấu, những khoảnh khắc cháy hết mình của cầu thủ và người hâm mộ trên sân nhà này có lẽ chỉ còn là ký ức. Liệu rằng có còn tia sáng nào trong màn đêm này sẽ chỉ lối cho họ? Chúng tôi đã có một cái cuộc họp hội đồng VBA chính thức là tổ chức VBA theo hình thức tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã xác định là sẽ lùi đến giữa tháng 10 là cái thời điểm cuối cùng mà chúng tôi có thể tổ chức được mùa giải trong năm nay. Lòng quyết tâm đã giúp cho ban tổ chức giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam quyết định thay đổi hẳn hình thức thi đấu hoàn toàn mới cho năm 2020. Đó là tập trung tất cả các câu lạc bộ về một thành phố mới. Câu chuyện tiếp theo là làm sao để đưa được ban điều hành của câu lạc bộ Đà Nẵng Dragon từ Đà Nẵng di chuyển về được thành phố Hồ Chí Minh. Vì ở thời điểm đó, nếu mà Đà Nẵng Dragon nếu muốn di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn phải chịu cách ly 14 ngày. Chúng tôi cần phải tìm kiếm một cái địa điểm để tổ chức được cái giải đấu của mình, làm sao để đảm bảo được cái chất lượng và cái quy mô cũng như cái chất lượng chuyên nghiệp của VBA. Trong lúc này thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh Trung. Anh có đề xuất thử suy nghĩ xem nếu mà có thể tổ chức trong một cái phim trường thì sao. Tôi cũng chưa hình dung là sẽ có những cái phim trường có thể đáp ứng được cái diện tích mà chúng tôi đặt ra. Và sau khi so sánh các phương án khác nhau thì chúng tôi chọn cái địa điểm là tại Zoom Media, đáp ứng được cái nhu cầu của VBA. Vậy thì cái sân thi đấu sẽ giải quyết như thế nào? Cuối cùng thì may mắn đã tìm được một cái đối tác có thể cung cấp được một cái sàn thi đấu tiêu chuẩn cao nhất của FIBA mà lại đáp ứng vừa đúng cái ngày ấn định để mà đảm bảo được cái việc công tác tổ chức. Chỉ trong 5 ngày 4 đêm, toàn bộ các thiết bị sàn đấu, ánh sáng, màn hình LED đã được lắp đặt hoàn tất. Đây là một trải nghiệm bóng rổ hoàn toàn mới đang chờ đón ban tổ chức, cầu thủ và cả với người hâm mộ.
bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới, các đội sẽ công bố tối đa 4 cầu thủ nằm trong danh sách bảo vệ cầu thủ của đội mình. Ngay sau đó, ngày hội tuyển quân được tổ chức. Welcome to the 2020 VBA Draft. Là ngày mà các đội bóng tiếp tục tuyển chọn các mảnh ghép còn lại cho đội bóng của mình. Saigon Heat select Hoàng Thu. Đà Nẵng Dragon chọn Huỳnh Thanh Tâm. Cần Thơ Catfish xin chọn cầu thủ Bùi Quốc Tân. Đội Hà Nội Buffalo lựa chọn cầu thủ Nguyễn Tiến Dương ạ. Đội Nha Trang Dolphins quyết định chọn cầu thủ Nguyễn Hoàng Tú ạ. Thang Long Warriors pick this year will be Nguyễn Tiến Hưng. Hồ Chí Minh City Wings chọn Ngô Tuấn Trung. Nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ có đủ năng lực, trình độ để bổ sung vào đội hình của mình trong mùa giải 2020. Toàn bộ các đội đã tổ chức tryout, test kỹ năng cho tất cả các bạn trên toàn quốc. Tryout năm nay thì các bạn rất là đông, rất là nhiệt. Mình thấy là như năm ngoái thì có nhiều bạn kiểu chưa rõ là mình lên để chưa có cái mục tiêu, có nhiều bạn sẽ chỉ để trải nghiệm. Nhưng mà năm nay thì rõ ràng cái mức trình độ của các bạn ấy lên rất là cao. Các bạn ấy làm những cái bài mà được giao ra ở đây rất là tập trung. Mình có thể thấy các bạn có một cái mục tiêu nhất định khi mà các bạn đến đây tryout. Thôi không chỉ là trải nghiệm nữa mà các bạn thật sự là muốn vào trong cái đội bóng này để mà tập và thi đấu cùng đội bóng chuyên nghiệp. Tương lai của đội bóng Cần Thơ Catfish cũng như là ban lãnh đạo của đội bóng và ban huấn luyện đã xác định cái hướng là sẽ tập trung nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ. Ở đồng bằng sông Cửu Long mình, đặc biệt là Cần Thơ, có rất là nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng, là cái nôi, một trong những cái nôi lớn của bóng rổ Việt Nam. Chính vì vậy không lý do gì mình để không phát triển cầu thủ trẻ. Mình đánh giá cái chất lượng chuyên môn của các bạn thí sinh đến tham dự trial hôm nay thì các bạn có một cái mặt bằng chung khá là tốt so với cái độ tuổi mà các bạn đang có, nên là các bạn có những kỹ thuật cá nhân cũng như là tố chất để chơi bóng rổ rất là tốt, nên là mình hy vọng là các bạn có thể góp mặt vào các vòng tiếp theo của đội Hà Nội Buffalo. Đến buổi giao hôm nay thì tôi rất là hài lòng. Có rất là nhiều bạn trẻ, có độ tuổi trung bình rất là trẻ và chiều cao rất là tốt. Kỹ năng của các bạn đã được tiến bộ hơn rất là nhiều. Có nhiều bạn chỉ khoảng 15-16 tuổi nhưng có những cái bộ kỹ năng rất là tốt. Nỗ lực của họ lại tăng lên gấp nhiều lần để đối mặt với tất cả các thách thức. Đảm bảo đưa các cầu thủ từ Đà Nẵng, các cầu thủ ngoại binh và giới chuyên môn về tới Việt Nam thực hiện cách ly theo quy định. Sau 14 ngày cách ly nghiêm ngặt, hôm nay cũng là ngày các cầu thủ ngoại binh, huấn luyện viên được quay trở về với đồng đội của mình. You know, and especially having to wait for a long time, everyone is... You know, everyone's been ready to play since March, since April, since once we found out that, you know, the team was going to get together. So every player on our team is playing for a new team. You know, it's we have a new owner, new head coach, new players. So everything's new and, you know, we're just excited to get on the court and get going. I think, you know, the energy with our team, if you talk to anybody, is really good. It's really high. We have a really good group of guys. So, you know, we're ready to go. The first thing I do is probably go visit my family, because I haven't seen them for a while.
So go say hi to them and all that, and then go get some good food, because I haven't had any delicious food yet. No, I'm really excited to get back to Vietnam. It's been like 2 years, and the quarantine was pretty good. It was pretty good. They fed us well, and just off in our rooms for 14 days, watched a lot of movies, and just talked to a lot of friends back home. So it went by pretty quickly, and excited that I'm outside now, and really excited to meet you guys and play for you guys. We're really excited. Obviously, it's a crazy time with COVID, and there might not be fans, but regardless, really excited to interact with you guys and hopefully bring back another championship. I'm very excited to lead the Cantrell Catfish this season. Last year, we made it to the finals. We had a very exciting season. I look forward to continuing the same success. I'm excited. I haven't seen the guys in a while. It's been over a year. The VBA was supposed to start, I think, a couple months ago. So I'm very excited to get back with the guys, get back to work. Và lên đường, chia tay đồng nghiệp, gia đình để vào thành phố Hồ Chí Minh thi đấu trong 3 tháng. Cảm xúc chia tay bùi ngùi và xúc động lần đầu tiên họ cảm nhận được. Có lẽ sẽ rất nhớ gia đình, rất nhớ đồng nghiệp. Nhưng đây sẽ là động lực mạnh mẽ để những người hùng chiến đấu hết mình trên sân. Tất cả đã sẵn sàng. Việc đầu tiên mà ban tổ chức quan tâm và đặt lên hàng đầu đó chính là khám sức khỏe tổng quát cho 100% các cầu thủ của các đội bóng. Để đảm bảo sự an toàn và giải quyết các vấn đề về sức khỏe kịp thời trên sân, hàng tháng các cầu thủ sẽ tiếp tục tham gia khám sức khỏe định kỳ. Những buổi tập luyện đầu tiên của tất cả các câu lạc bộ diễn ra rất nỗ lực vì chỉ còn 2 tuần nữa là giải đấu đã chính thức bắt đầu. Xã hội họ không được tập trung với bóng, không tiếp xúc với bóng, không có gặp ai ngoài, thì khi đây là buổi đầu tiên hội quân thì gặp được bạn bè, đồng đội, anh em thì tinh thần của mọi người cũng rất là phấn chấn và tập luyện rất là hăng say. Nói chung là buổi tập đầu tiên thì mình thấy mọi người rất là vui vẻ với nhau, rất là sung, rất là nhiệt huyết, thì cũng một vì là mọi người mới gặp nhau lần đầu nên là muốn tạo một sự gắn kết. Đối với người hâm mộ, khoảnh khắc là cảm xúc vỡ òa khi họ cổ vũ hết mình cho đội bóng của mình trên sân đấu. Đối với vận động viên là khoảnh khắc họ cháy hết mình trên sân khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch. Còn đối với ban tổ chức, khoảnh khắc là khi họ nhìn thấy tất cả những điều trên hòa làm một, tạo nên một điều tuyệt vời trong thể thao. Thông điệp của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm 2020 và những năm tiếp theo là Be The Moment, tạo khoảnh khắc. Be The Moment. Hà Nội Buffalo. Khởi đầu cho một giấc mơ. Câu chuyện của những con người đam mê, yêu trái bóng cam và biến nó thành giấc mơ lý tưởng của mình. Giấc mơ trở thành nhà vô địch luôn là niềm tin rung nấu và họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Mỗi một cầu thủ, mỗi một thành viên của đội cũng chính là một giấc mơ, là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Thăng Long Warriors, những chiến binh khủng long vô cùng nguy hiểm, mạnh mẽ, sẽ mang đến những màn chiến đấu đẹp mắt, lấy lại ngôi vị bá chủ sân đấu. Đà Nẵng Dragon, khi rồng thức giấc, những cầu thủ được mệnh danh là những chú rồng mạnh mẽ, đầy sinh lực trên sân đấu. Rồng đã được đánh thức, sự may mắn thịnh vượng đã xuất hiện, hứa hẹn một năm đầy thành công với Đà Nẵng Dragons. Nha Trang Dolphin,
những kẻ thách đấu, là đội bóng mới và ra đời sau cùng. Những chú cá heo thông minh đã sẵn sàng thách đấu với các anh lớn. Nha Trang Dolphin với thế mạnh tiếp thu và học hỏi 6 đội đi trước, họ sẽ chiến đấu hết sức ngoan cường, vừa thách đấu đối thủ và cũng là để tìm ra giới hạn của bản thân mình. Sài Gòn Heat, ngạo khí của nhà vô địch. Họ là những cầu thủ trẻ với một trái tim ấm nóng và sẵn sàng bùng cháy, toát lên một khí chất mạnh mẽ, ngạo nghễ và tự tin của một nhà vô địch. Hồ Chí Minh City Wings, đại bàng sải cánh. Với thông điệp hãy là đại bàng tung cánh lên trời cao, đó là tinh thần chí khí đội trời đạp đất mà Hồ Chí Minh City Wings đào tạo cho các thế hệ cầu thủ trẻ của mình. Họ đã sẵn sàng cho việc chinh phục chiến thắng. Cần Thơ Catfish, kẻ đoạt ngôi vương. Với 3 lần liên tiếp lọt vào chung kết của VBA năm 2017, 2018 và 2019, xuất sắc giành cúp vô địch năm 2018 và 2 lần thiếu một chút may mắn đứng ở vị trí Á quân. Năm nay, Cần Thơ Catfish sẽ là kẻ hủy diệt không khoan nhượng để đoạt lấy giải ngôi vương của mình. Đây sẽ là một đối thủ mạnh và nguy hiểm với tất cả các đội. Trong tập tiếp theo sẽ là câu chuyện riêng của đội bóng với trái tim lửa đầy nhiệt huyết Sài Gòn Heat. Người hùng sân đấu. Mình đang trốn ở trong một cái hộp rất là nhỏ. Yeah, đây rồi. Trời ơi. Đi tìm khách mời và MC đang ở trong khu quần thể thao. Hỏi chó với chúng tôi. Chúng tôi. Why đi CJ? Một, hai, ba, bốn. Anh thích space chat từ lúc nhỏ, yeah. Vượt qua đối thủ ở mọi vị trí.